Trường Trung học cơ sở Chu Văn An thân chào các em học sinh. Hôm nay chúng ta sẽ sang bài 28, các oxide của carbon. Carbon có hai oxide, đó là carbon oxide CO và carbon dioxide CO2. Trước hết chúng ta tìm hiểu về carbon oxide CO, phân tử khối bằng 28. CO là một chất khí không có màu, không mùi, ít tan trong nước, hơi nhẹ hơn không khí. Khối lượng mol của không khí là 29, còn CO là 28. Và các em chú ý, CO rất độc. Khí này được sinh ra khi chúng ta đốt than trong môi trường thiếu oxy. Vì vậy, khi chúng ta sử dụng than, chúng ta nên đốt ở nơi thoáng khí hoặc các phòng có gió lùa, mở các cửa sổ ra, không đốt than trong phòng kín nha. Xét về tính chất khoa học, CO là một oxide trung tính, có nghĩa là nó không phản với nước, không phản với các kiềm là base tan và các dung dịch acid. CO là một chất khử, như ở bài carbon chúng ta đã biết, hiểu một cách đơn giản khử là chiếm oxy. Ở nhiệt độ cao thì CO khử được nhiều oxide của kim loại và nó chỉ khử được các oxide của kim loại sau Al. Ví dụ CO có thể khử CuO thành CO màu đỏ và khí CO2. Cũng như carbon thì carbon oxide này cháy rất dễ và khi cháy tỏa nhiều nhiệt. Chính vì vậy mà người ta dùng CO này trong công nghiệp luyện kim để tránh tạo các tạp chất rắn lẫn với kim loại và hợp kim. Ứng dụng của CO, các em đọc trong sách giáo khoa nhé. Về carbon oxide, carbon dioxide, CO2, phân tử khối bằng 44. Nhìn như phân tử khối chúng ta sẽ biết đây là một khí nặng hay nhẹ hơn không khí. Đúng rồi, khí này nặng hơn không khí. CO2 là một chất khí không có màu, không có mùi, nặng hơn không khí. Khối lượng mol không khí là 29, còn CO2 là 44, thì nó nặng hơn không khí. Và chúng ta có thể rót CO2 từ cái cốc này sang cốc kia. Bởi vì CO2 không duy trì sự sống và không duy trì sự cháy. CO2 ở trạng thái rắn còn được gọi là nước đá khô đó nha. Nước đá khô người ta dùng để bảo quản thực phẩm. Xét về tính chất khoa học, CO2 là một acidic oxide, nên nó có đầy đủ tính chất của một acidic oxide như là tác dụng với nước, với dung dịch base, với các basic oxide tan. Khi tác dụng với nước, nó tạo thành H2CO3. Acid này không bền, lập tức phân hủy ngược trở lại thành CO2 và nước. Vì vậy, khi các em cần dùng H2CO3 thì các em nên dùng CO2 cho vào dung dịch và chú ý phản ứng hai chiều. Nếu H2CO3 tạo thành, chúng ta sẽ tách nó thành CO2 và nước nha. Tác dụng với các dung dịch base thì tùy thuộc vào tỷ lệ số mol giữa CO2 và base mà có thể tạo ra muối trung hòa. Muối trung hòa là muối mà các nguyên tử H trong gốc acid sẽ bị kim loại thay thế hết. Muối acid hoặc hỗn hợp hai muối, ví dụ CO2 tác dụng với NaOH, nếu tỷ lệ mol là 1:1, 1 mol CO2 và 1 mol NaOH, tức là số mol hai chất phản ứng bằng nhau, thì nó sẽ tạo muối acid NaHCO3. Ngược lại, tỷ lệ base tăng gấp đôi tỷ lệ của CO2, lớn hơn hoặc bằng 2 lần tỷ lệ CO2, thì sẽ tạo muối trung hòa. Tác dụng với các basic oxide, ví dụ với CaO nó tạo CaCO3. CO2 có ứng dụng để làm gì? Cái ứng dụng quan trọng nhất các em biết đó chính là chữa cháy. Người ta bơm vào bình chữa cháy. Ngoài ra còn dùng trong công nghiệp sản xuất nước có ga, sản xuất soda, sản xuất phân đạm, v.v. Và về nhà các em làm bài tập 2, 3, 4, 5, trang 87, ôn lại các kiến thức đã học để chuẩn bị kiểm tra học kỳ 1. Các em ôn từ từ, ôn dần đi nhé. Chúng ta sẽ kiểm tra cho tới hết phần kim loại. Và các em ôn trước 4 loại hợp chất này. Thầy hướng dẫn các em 4 bài, trang 87. Các em xem và hướng dẫn và tập giải nhé. Thân chào tất cả các em. Hẹn gặp các em ở những bài học sau.